Từ chiếc điện thoại ống bơ đến giáo sư hàng đầu thế giới về 6G. Từ trò chơi điện thoại ống bơ tuổi thơ làm từ vỏ lon trong những ngày mưa bão, 20 năm sau, ZS Dương Quang Trung, 45 tuổi, hiện là nhà khoa học hàng đầu về 6G tại Đại học Memorial, Newfoundland, Canada. Là người Việt đầu tiên giữ vị trí tổng biên tập IFFA Consultant, anh Trung có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực truyền thông không dây và xử lý tín hiệu. Anh đã khẳng định tên tuổi trong ngành viễn thông với những nghiên cứu về công nghệ 6G. Sinh ra ở Hội An, Quảng Nam, anh từng trượt lớp chuyên toán cấp 3 nhưng không bỏ cuộc. Không phải thất bại, mà là động lực để tôi cố gắng hơn, anh chia sẻ. Năm 1997, khi là sinh viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, anh được GS Lê Tiến Thường truyền cảm hứng về ngành học và quyết tâm du học. Anh giành học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại Hàn Quốc, Thụy Điển và trở thành giáo sư tại Anh, Canada. Anh cũng nhận nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp nghiên cứu. Trước đây, anh tập trung hoàn toàn cho nghiên cứu, nhưng giờ đây anh còn phải thực hiện nhiều công việc khác như giảng dạy, xây dựng nhóm nghiên cứu và quản lý tài trợ. Áp lực luôn đi kèm với thách thức và tạo ra cơ hội, anh nói. Cái gì có ích cho xã hội thì mình làm, là triết lý anh luôn theo đuổi. Công nghệ viễn thông không ngừng đổi mới, và chính điều đó mang lại niềm hứng khởi cho anh. Anh cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu 6G từ 4 đến 5 năm trước, tập trung vào các yếu tố như tốc độ, độ trễ, số lượng người dùng, độ tin cậy và bảo mật. Hiện nay, anh và nhóm nghiên cứu hợp tác với các công ty lớn như Nokia Bell Labs, IBM để phát triển công nghệ 6G. Ngoài công việc nghiên cứu, anh còn tích cực hỗ trợ sinh viên Việt Nam du học và chia sẻ triết lý nghiên cứu với tầm nhìn vì lợi ích xã hội. Nếu nhìn hồ sơ, ai cũng nghĩ cuộc đời tôi chỉ có thành công, nhưng tôi cũng từng trải qua thất bại. Quan trọng là tôi học được gì và thay đổi thế nào sau mỗi lần thất bại, anh nói. Với anh, nghiên cứu không phải là con đường dẫn đến danh tiếng hay tiền bạc, mà là cách đóng góp giá trị hữu ích cho xã hội.